Chiều 22 tháng 6 năm 2018, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc trên trang 12bet.com. Trước đó ngày 21 tháng 6, các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc gồm Võ Văn Nghĩa 25 tuổi, Võ Văn Hòa 20 tuổi là em ruột của Nghĩa, Đỗ Thị Tú Anh 21 tuổi và Phan Thanh Hoàng 27 tuổi. Công an cũng triệu tập khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 4 nghi can đánh bạc khác gồm Nguyễn Minh Hiệp, Trần Kim Bắc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thành Vinh. Ngoài ra, Trần Giảng Ý Huệ, 22 tuổi là vợ của Võ Văn Nghĩa và Đỗ Thị Thú Quyên, là chị gái Tú Anh cũng bị triệu tập. Cơ quan điều tra xác định Huệ là người cầm đầu đường dây này. Huệ trực tiếp móc nối giao dịch với các đối tượng quản lý trang web đánh bạc mybet.com ở Philippines. Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này là 600 tỷ đồng có hàng ngàn con bạc tham gia đánh bạc trên cả nước vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng